Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube Nghệ An TV. Những thông tin mới nhất vừa được chúng tôi cập nhật sẽ được gửi tới quý vị và khán giả ngay sau đây. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Trưa ngày 28 tháng 7, Trung tâm Báo tin Động đất và Cảnh báo Sóng thần, Viện Vật lý Địa cầu tiếp tục phát đi thông báo về trận động đất xảy ra lúc 11 giờ 35 phút cùng ngày, độ lớn 5 độ, xảy ra tại huyện Con Plong, Kon Tum. Vị trí tọa độ 14.827 độ Vĩ Bắc, 108.245 độ Kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km. Đây là trận động đất thứ tư liên tiếp xảy ra trong vòng chưa đầy nửa ngày ở huyện Con Plong, Kon Tum. Đáng chú ý, thời điểm xảy ra động đất kể trên, nhiều địa phương ở các tỉnh, thành phố như Pleiku, Gia Lai, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Bình Định cảm nhận được rung lắc trong khoảng 5 đến 10 giây. Đến chiều ngày 28 tháng 7, Ủy ban Nhân dân huyện Con Plong đã có báo cáo nhanh về tình hình thiệt hại do các trận động đất gây ra trên địa bàn. Theo báo cáo ban đầu của Ủy ban Nhân dân huyện Con Plong cho thấy, chưa có thiệt hại về người, nhưng có các thiệt hại về tài sản do động đất gây ra. Theo đó, điểm trường trung học cơ sở và trạm y tế xã Đắc Rinh bị rạn nứt. Trong đó, trường trung học cơ sở được xây dựng năm 2012, trạm y tế xây dựng năm 2013. Ngoài ra, điểm trường mầm non, phòng làm việc công an xã Đắc Nên xuất hiện vết rạn nứt nhỏ sau các trận động đất. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đắc Nên, ông Phạm Thanh Nam cho hay, nhiều tháng nay, xã liên tục chịu ảnh hưởng các trận động đất nên xuất hiện một số vết nứt. Theo lời ông Nam, trận động đất 5 độ đã khiến các vết nứt tiếp tục lớn ra. Ủy ban Nhân dân xã đã có thông báo tuyên truyền người dân bình tĩnh và thực hiện theo hướng dẫn về phòng chống thiên tai đã được diễn tập từ trước. Ủy ban Nhân dân huyện Con Plong đã chỉ đạo Ban chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự khẩn trương xuống địa bàn nắm tình hình, đánh giá thiệt hại nhà cửa, tài sản, trụ sở các cơ quan đơn vị để có phương án xử lý khắc phục kịp thời thiệt hại do động đất gây ra. Huyện Con Plong cũng chỉ đạo Ủy ban Nhân dân các xã, thị trấn triển khai biện pháp ứng phó với động đất, nắm bắt tư tưởng, động viên nhân dân tiếp tục lao động, sản xuất và ổn định cuộc sống. Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum đang có ý kiến với Viện Vật lý Địa cầu sớm nghiên cứu, đánh giá kỹ động đất tại huyện Con Plong để có cảnh báo và triển khai các biện pháp ứng phó với động đất. Tại huyện Sơn Tây, Quảng Ngãi, tiếp giáp với huyện Con Plong, Kon Tum cũng đã có những ảnh hưởng sau trận động đất 5 độ. Một số nhà cửa của người dân tại địa phương này bị nứt tường. Được biết, trước thời điểm xảy ra động đất kể trên, trong sáng ngày 28 tháng 5, Trung tâm Báo tin Động đất và Cảnh báo Sóng thần liên tiếp phát đi 3 thông báo động đất ở huyện Con Plong, tỉnh Kon Tum. Cụ thể, trận động đất thứ nhất xảy ra lúc 3 giờ 12 phút, độ lớn 3,4, tại vị trí có tọa độ 14.879 độ Vĩ Bắc, 108.209 độ Kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km. Trận động đất thứ hai xảy ra vào hồi 8 giờ 35 phút, độ lớn 3,3, tại vị trí có tọa độ 14.839 độ Vĩ Bắc, 108.365 độ Kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km. Trận động đất thứ ba xảy ra lúc 11 giờ 17 phút, độ lớn 4,1, xảy ra tại vị trí có tọa độ 14.851 độ Vĩ Bắc, 108.327 độ Kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,3 km. Hồi tháng 9 năm 2023, cũng tại huyện Con Plong, ghi nhận được tổng cộng 8 trận động đất trong cùng một ngày, mức độ mạnh nhất đo được lên tới 5,5 độ Richter.